Chiều ngày 12 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự địa bàn giáp ranh giữa công an 7 tỉnh thành phố gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An, cùng lãnh đạo các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận tình hình kết quả công tác 8 tháng đầu năm 2022 về thực hiện đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, kinh nghiệm phối hợp trao đổi thông tin trong công tác quản lý, xử lý băng nhóm, đối tượng hoạt động lưu động, công tác phối hợp đấu tranh phòng ngừa tội phạm ma túy của các tỉnh có địa bàn giáp ranh. Qua gần 2 năm thực hiện quy chế phối hợp, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tại các tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ được đảm bảo. Tội phạm về trật tự xã hội các tỉnh, thành phố giáp ranh từng bước được kiểm soát, kéo giảm. Tuy nhiên, tính chất của tội phạm xâm phạm trật tự xã hội diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh. Trong đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng về số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoạt động tín dụng đen, vay tiền nhanh, vay ngân hàng, tổ chức đánh bạc, môi giới mại dâm trên các nền tảng di động và qua mạng Internet diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự. Các vụ cháy ở các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhà dân có xu hướng gia tăng. Nhiều vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Hội nghị lần này, các đại biểu đến từ công an 7 tỉnh thành phố tập trung thảo luận, đánh giá lại tình hình, kết quả đạt được. Cùng với đó chỉ ra những tồn tại hạn chế và những nội dung cần bổ sung, điều chỉnh sau 2 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp. Từ đó đề ra phương hướng mục tiêu cho công tác phối hợp trong thời gian tới.